Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được gửi đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh 2021. Bảo vệ và phát triển giống quýt bản địa xã Quang Thuận. Khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm lúa nếp thơm ở xã Lương Bằng. Các thôn bản vùng cao của huyện Ba Bể hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1. Khán giả, sáng nay, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức chấm điểm để phân hạng các sản phẩm đăng ký của năm 2021. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh chủ trì hội nghị. Năm nay toàn tỉnh có 73 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm đăng ký nâng hạng sao, 18 sản phẩm đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, 50 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu. Ngoài ra còn có 3 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2021. Năm nay, các sản phẩm tham gia chương trình khá đa dạng, thuộc 4 ngành sản phẩm chính là thực phẩm, đồ uống, thảo dược, dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng. Số lượng sản phẩm đăng ký mới năm nay tăng hơn 1,7 lần so với năm 2020. Hội đồng đánh giá dự kiến sẽ đánh giá thực tế tại cơ sở và kiểm nghiệm độc lập các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12. Sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả sản phẩm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, hoàn thiện hồ sơ đánh giá sản phẩm cấp quốc gia. Chiều nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Kỳ họp thứ 6, kỳ họp thông lệ cuối năm 2021 dự kiến khai mạc vào ngày 6 tháng 12. Đây là kỳ họp thông lệ cuối năm có nhiều nội dung quan trọng như xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022, xem xét thảo luận và thông qua 21 nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, trong đó 12 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, 5 nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, 3 nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế và 1 nghị quyết chung của kỳ họp. Ngoài ra, còn có 3 nghị quyết do Hội đồng Nhân dân tỉnh trình. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 6 cũng sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đối tượng chất vấn của kỳ họp lần này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc 3 sở, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế. Ngày 31 tháng 11, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 đã đi kiểm tra kết quả thực hiện công tác tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 tại huyện Chợ Đồn. Theo kết quả rà soát chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, huyện Chợ Đồn có 1.854 hộ nghèo, chiếm 14,5% so với số dân. Tổng số hộ cận nghèo là 1.118 hộ, chiếm 8,47%. Toàn huyện có 9 đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo tăng so với chỉ tiêu kế hoạch, 5 đơn vị giảm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả thực hiện chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 có tổng số hộ nghèo là 2.223 hộ, chiếm 16,8%, cận nghèo là 1.226 hộ, chiếm 9,29%. Tại buổi kiểm tra, các xã đã đưa ra một vài khó khăn vướng mắc xoay quanh công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể, việc chấm điểm vẫn còn có sự nhầm lẫn giữa hai chuẩn nghèo giai đoạn cũ và mới. Một số nơi chưa hiểu đúng về cách chấm điểm, còn có sự nể nang. Kết quả thực hiện còn phụ thuộc nhiều vào việc bình bầu ở thôn, tổ. Một số hộ không muốn kê khai hoặc kê khai không trung thực do có tư tưởng muốn được hộ nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Số hộ nghèo phát sinh mới tăng do hộ nghèo, cận nghèo tách hộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên việc tiêu thụ hàng hóa gặp khó khăn, nhiều lao động bị mất việc làm nên dẫn đến không có thu nhập. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo từ cấp xã đến cấp huyện phải có trách nhiệm đối với mục tiêu giảm nghèo, quan tâm tuyên truyền để làm sao người dân hợp tác, nhận thức sự cần thiết của việc thoát nghèo. Sớm tiến hành phúc tra, đánh giá lại một cách chính xác và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là các xã có tỷ lệ hộ nghèo tăng đột biến để đảm bảo số liệu phục vụ cho việc hoạch định chính sách an sinh xã hội, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới. Thưa quý vị khán giả, cũng trong ngày hôm qua,
tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình của tỉnh có buổi làm việc tại huyện Ngân Sơn về công tác rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2021. Kết quả rà soát sơ bộ theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Ngân Sơn chiếm 31,40%, hộ cận nghèo chiếm 11,65%. Kết quả sơ bộ theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, huyện Ngân Sơn có gần 3.800 hộ nghèo, chiếm 50,42%, hộ cận nghèo chiếm 12,58%. Việc triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Ngân Sơn còn nhiều khó khăn, như đa số các thôn bản có tỷ lệ hộ nghèo cao đều chưa có điện, đồng nghĩa với các tiêu chí khác như dịch vụ xã hội, tiếp cận công nghệ thông tin, truyền thông chưa đạt. Cấp xã chưa bố trí được kinh phí để hỗ trợ các thôn trong công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do thực hiện tổng rà soát cả hai giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 nên các điều tra viên còn lúng túng trong quá trình thu thập thông tin để rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau khi rà soát tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021-2025 của Ngân Sơn chiếm trên 50%. Do đó, để giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm tới, tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình của tỉnh đã đề nghị huyện Ngân Sơn cung cấp số liệu chính xác, đảm bảo tính công khai. Cần kiểm tra hộ nghèo thực tế qua tỷ lệ bốc thăm ngẫu nhiên để đảm bảo tính chính xác, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền có kế hoạch giảm hộ nghèo ngay từ đầu năm. Thưa quý vị khán giả, quýt Quang Thuận, giống bản địa, nay gọi chung là quýt Bắc Cạn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện Bạch Thông. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều diện tích bị thoái hóa, năng suất chất lượng quả giảm, đòi hỏi sớm có giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững giống quýt này. Quýt Quang Thuận gắn liền với địa danh xã Quang Thuận là nơi đầu tiên trồng và phát triển nhân rộng diện tích trồng quýt tại Bắc Cạn. Quýt Quang Thuận có hình tròn dẹt, vỏ nhãn, dễ bóc tách, múi mọng nước, có vị chua dịu và thơm đặc trưng. Quýt Quang Thuận đã được cấp chỉ dẫn địa lý và được gọi chung là quýt Bắc Cạn. Giai đoạn 2011-2016 có thể nói là thời kỳ nở rộ của quýt Quang Thuận với diện tích không chỉ mở rộng tại huyện Bạch Thông mà còn nhân rộng ra các địa phương khác trong toàn tỉnh. Huyện Bạch Thông có hơn 1.400 hectare quýt, tuy nhiên những năm trở lại đây, một phần do một số diện tích đã già cỗi, sinh trưởng kém, một phần do diện tích mở rộng, trồng phân tán, nên quýt Quang Thuận đã mất đi giá trị so với trước đây. Đặc biệt năm nay, sản lượng quýt theo người dân chỉ bằng từ 60 đến 70% so với những năm trước. Nguyên nhân do thời tiết ảnh hưởng đến việc bói quả và phát triển quả. Nhận thấy quýt Bắc Cạn có nguy cơ bị mất đi thương hiệu do chất lượng quả giảm, huyện Bạch Thông mới đây đã tổ chức hội thảo phát triển bền vững cây cam, quýt trên địa bàn. Tại đây, những vấn đề cốt lõi đã được thảo luận và chỉ ra những nguy cơ về sự mai một của giống quýt Quang Thuận nói riêng, quýt Bắc Cạn nói chung, nếu không có giải pháp phù hợp. Để phát triển bền vững thì nó hơi có một cái tính chất cảnh báo một chút, bởi vì rằng đối với vùng quýt cũ ấy, thì về sức sinh trưởng của cây là đang về đến giai đoạn cuối cùng rồi. Thế và cái vùng quýt mới thì cái sức sinh trưởng là nó không đạt được như kỳ vọng so với ngày xưa. Dù trải qua những khó khăn nhất định, nhưng quýt vẫn là cây trồng chủ lực của huyện Bạch Thông. Vì thế, nhiều giải pháp đã và đang được huyện Bạch Thông triển khai nhằm phát triển bền vững loại cây ăn quả đặc sản này. Bên cạnh đó, huyện cũng đưa ra những giải pháp nhằm phục tráng, nhân giống, đảm bảo nguồn gen đặc trưng của quýt bản địa, triển khai những phương thức canh tác hiện đại, tiên tiến, sử dụng các loại giống, vật tư đúng quy trình, thực hiện trồng theo hướng Việt Gáp. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 15 xác định Bạch Thông cũng vẫn là cái huyện có cái tiềm năng cũng như thế mạnh của tỉnh trong việc phát triển cái cây cam quýt của địa phương, và chúng tôi đi sâu vào cái giữ cái diện tích phù hợp và có chất lượng, tập trung cho thâm canh và quan tâm công tác giống và công tác canh tác để đảm bảo phát triển cái cây cam quýt của địa phương bền vững, đáp ứng cái yêu cầu trong phát triển kinh tế của huyện Bạch Thông. Không thể phủ nhận hiện nay giá trị kinh tế của cây quýt đem lại cho người dân vẫn còn rất lớn, nhất là ba xã phía tây của huyện Bạch Thông. Tuy nhiên, đứng trước nguy cơ giống quýt đang bị già cỗi mai một dần, việc phát triển phá vỡ quy hoạch, giá trị và chất lượng ngày một giảm, một số người trồng quýt đã bỏ vườn, thì huyện Bạch Thông cần sớm có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Trong đó, việc tìm đầu ra ổn định cho quả quýt được xem là một trong những giải pháp then chốt để phát triển bền vững vùng trồng cam quýt tại địa phương.
Thưa quý vị khán giả, năm nay xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn tiếp tục mở rộng diện tích gieo cấy giống lúa nếp thơm hay còn gọi là khẩu nua pái, một sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đến nay diện tích lúa khẩu nua pái đã cơ bản thu hoạch xong. Mặc dù ngay từ đầu năm, xã Lương Bằng đã có định hướng để loại nông sản này có đầu ra ổn định, tuy nhiên trên thực tế thị trường tiêu thụ vẫn gặp khó khăn. Năm nay, gia đình chị Triệu Thị Trinh ở Bản Trang, xã Lương Bằng cấy hơn 1.000 m2 giống lúa nếp thơm, khẩu nua pái. Thời điểm này, lúa đã cơ bản thu hoạch xong. Thời tiết thuận lợi lại được hỗ trợ vì kỹ thuật chăm sóc nên năm nay lúa nếp chắc hạt. Mặc dù là giống lúa nếp có chất lượng cao, tuy nhiên cũng như mọi năm, chị Trinh luôn lo lắng về đầu ra của sản phẩm. Thực ra đóng gói rồi, kín rồi nhưng giá thành cũng không được bao nhiêu. Vì thứ nhất là chị mình ở đây không biết bảo quản. Trong đợt đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020, sản phẩm nếp thơm khẩu nua pái ở xã Lương Bằng đã được đánh giá xếp hạng 3 sao cấp tỉnh. Cơ sở sản xuất nông Văn Phương ở Bản Trang cũng chủ động đầu tư nhãn hiệu bao bì, vừa là để quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, vừa mong muốn sản phẩm nếp thơm có đầu ra ổn định. Tuy nhiên thời gian qua, việc bao tiêu sản phẩm khẩu nua pái vẫn mang tính manh mún. Này nó thơm. Độ thơm của nó thì so nếu mà nếp thì là khẩu nua pái nhưng mà độ thơm nhất, dẻo, mùi đặc trưng. Sản phẩm thì bây giờ mình cũng chủ yếu là đăng lên mạng xã hội là chủ yếu thôi. Địa phương khác thì chưa, bởi vì cũng mới làm, bắt đầu từ năm ngoái là mới bắt đầu làm, nên ra là cũng chưa. Cũng chính vì sản phẩm chưa có sự liên kết chặt chẽ trong khâu sản xuất tiêu thụ, chưa có những quy định về hình thức bao tiêu và các yếu tố phân biệt khác khi đưa ra thị trường, nên hiện nay rất khó để phân biệt khẩu nua pái xã Lương Bằng với một số loại gạo nếp khác. Hiện nay thì có hai sản phẩm được công nhận là 3 sao cấp tỉnh. Đó là cái măng nứa khô với lại cái khẩu nua pái. Thì tới đây chúng tôi cũng sẽ tập trung chỉ đạo để thứ nhất là duy trì hai cái sản phẩm này. Thì cũng tuyên truyền vận động bà con thì thành lập hợp tác xã. Nếu như không thành lập hợp tác xã được thì cũng sẽ thành lập các tổ hợp tác để thực hiện theo cái mô hình liên kết cái chuỗi giá trị sản phẩm. Sản phẩm lúa nếp thơm khẩu nua pái là sản phẩm đặc trưng của huyện Chợ Đồn. Việc xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm đang là vấn đề đặt ra cho chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng. Bởi chỉ khi tiêu thụ sản phẩm mang tính ổn định, người nông dân mới duy trì sản xuất mang tính bền vững. Thưa quý vị khán giả, hạn chế về cơ sở hạ tầng, giao thông cách trở, một bộ phận bà con chưa hiểu, chưa tin tưởng dẫn đến chưa tiêm hoặc trì hoãn tiêm. Đó là những khó khăn khiến chiến dịch bao phủ vaccine COVID-19 tại huyện Ba Bể gặp nhiều trở ngại. Thế nhưng bằng nhiều hình thức linh hoạt, các địa phương trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1, đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đây là hình ảnh một buổi tiêm vaccine COVID-19 tại xã Thượng Giáo. Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người dân ở các thôn bản vùng cao xuống trung tâm xã để làm thủ tục tiêm. Được biết, đây là đợt tiêm vét mũi 1 của xã. Sau đợt tiêm này, toàn xã đã có trên 90% số người trong độ tuổi được tiêm phòng vaccine COVID-19. Số còn lại là những người bị mắc bệnh nền hoặc công nhân đi làm ăn xa, chưa được tiêm. Hai thôn vùng cao này, dân tộc Dao với lại một xóm dân tộc Mông ấy, thì qua tuyên truyền người ta cũng chưa tin lắm. Cho nên là chúng tôi cũng mời các cái chức danh trong thôn, ví dụ như là bí thư chi bộ trưởng thôn đến tiêm trước, rồi thì đối với lại xóm Mông thì chúng tôi cũng có một trưởng xóm mà chúng tôi mời đi tiêm trước, và về thì cái thời gian sau là người dân cảm thấy không vấn đề gì, cho nên là cũng nhiệt tình hưởng tiêm. Theo chính quyền một số địa phương, khi mới triển khai việc tiêm vaccine COVID-19 cũng gặp rất nhiều bất lợi, nhất là đối với các thôn bản vùng cao, do người dân có tâm lý lo lắng, chưa hiểu được mục đích ý nghĩa của việc tiêm phòng. Trước tình hình đó, các xã đã phải cử cán bộ trực tiếp tới các thôn bản để nắm tình hình, tuyên truyền, giải thích nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò của các trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các lực lượng, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cũng được huy động vào cuộc vận động bà con. Ngoài tuyên truyền miệng, thì hệ thống loa phát thanh của các thôn bản vùng cao của huyện cũng hoạt động tối đa công suất. Hệ thống loa phát thanh hàng ngày vừa cập nhật thông tin dịch bệnh, vừa truyền thông tin về quyền, lợi ích của vaccine, thông báo lịch, thủ tục tiêm, khuyến cáo những việc cần làm và không nên làm trước, sau tiêm.
Bằng những cách làm linh hoạt và sự nỗ lực, trách nhiệm của các lực lượng, đến nay toàn huyện Ba Bể đã có khoảng 90% số người trong độ tuổi được tiêm phòng vaccine COVID-19. Trong thời gian vừa qua thì xã đã họp và ban chỉ đạo phòng chống COVID ở xã tuyên truyền xuống đến các chi bộ trưởng thôn, các hội đoàn thể ở thôn, đến từng nhà nhân dân là tuyên truyền để về cái cách tuyên truyền vận động tiêm COVID. Lúc đầu thì xã khó khăn, tỷ lệ tiêm thấp, nhưng mà sau qua tuyên truyền thì hiện nay là trên địa bàn xã là tiêm được đạt 82,8% trên tổng số dân số trên toàn địa bàn xã. Với mục tiêu tiêm đến đâu an toàn đến đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ba Bể đã chỉ đạo ngành chức năng triển khai các biện pháp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bố trí điểm tiêm theo quy tắc một chiều, từ bàn đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn trước tiêm, bàn khám sàng lọc đến bàn tiêm. Nhân lực phục vụ công tác tiêm chủng cũng được bố trí đầy đủ. Công tác khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi, giám sát sức khỏe sau tiêm tại các điểm tiêm được kiểm soát chặt chẽ. Vì thế, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện đã không xảy ra trường hợp nào bị phản ứng phụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai gắn liền với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được nhân dân toàn tỉnh hưởng ứng. Trong năm 2021, người dân đã hiến gần 63.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Nhân dân hiến đất và đóng góp gần 19.000 ngày công, đóng góp bằng tiền được hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ đó, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, bê tông hóa, các công trình nhà văn hóa thôn được xây dựng đáp ứng theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương nội đồng, đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch, sân, vườn, ngõ sạch đẹp, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã duy trì và nhân rộng được 31 mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp. Sáng nay, tỉnh đoàn Bắc Cạn tổ chức khánh thành điểm trường Bản Cảm, xã Cổ Linh, huyện Bắc Nẵm. Công trình được xây dựng từ tháng 8 năm 2021 với diện tích 42 m2 do Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 190 triệu đồng. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu học của hơn 30 học sinh mầm non tại điểm trường Bản Cảm. Tại buổi khánh thành, tỉnh đoàn Bắc Cạn cũng dành tặng những món quà cho các thầy cô giáo và học sinh tại điểm trường, qua đó góp phần động viên các em học sinh vùng cao đến trường học tập ngày càng tốt hơn. Trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Cạn tổ chức tập huấn hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021. Tham gia lớp tập huấn là các cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi hội, tổ hội trưởng nông dân các huyện Chợ Mới, Bạch Thông và Na Rì. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những kiến thức nghiệp vụ cơ bản, những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dân tộc, tôn giáo hiện nay, thông tin về tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ở trên thế giới, ở nước ta hiện nay và nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Qua lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Huyện Na Rì có hai con sông lớn chảy qua là sông Na Rì và sông Bắc Giang, trong đó con sông Bắc Giang chảy từ Cao Bằng vào Bắc Cạn qua huyện Na Rì sang Lạng Sơn, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nơi dòng sông chảy qua. Do đó, thời gian qua, huyện Na Rì đã chú trọng công tác bảo vệ môi trường trên dòng sông này. Sông Bắc Giang, đoạn chảy qua thôn Nàng Khon, xã Sơn Thành, hiện đang có một mỏ cát đang hoạt động, thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Mỏ này đã xây dựng 3 ao lắng để lọc thải trong quá trình sản xuất, nhờ vậy hạn chế ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác. Để đảm bảo công tác môi trường, chúng tôi làm theo đúng thiết kế trong hồ sơ của sở đã cấp cho mỏ theo đúng giấy tờ rất chặt chẽ để đảm bảo môi trường trước khi xả thải ra sông. Đoạn sông Bắc Giang chảy qua huyện Na Rì dài hơn 28 km, đi qua các xã Lương Thượng, Văn Lang, Sơn Thành, thị trấn Yến Lạc và xã Kim Lư. Ngoài ra, thượng nguồn sông còn có một số nhánh suối chính như suối Khuổi Súng, Tà Pìn, Khuổi Khe là nguồn sinh thủy dồi dào, cung cấp lượng nước đáng kể cho sông chính. Ngoài hai mỏ cát đang hoạt động tại xã Sơn Thành,
trên dòng sông Bắc Giang sẽ xây dựng thủy điện Khuổi Nộc. Hiện tỉnh đã có chủ trương đầu tư một số công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu của người dân như đập, phai chứa nước, hệ thống kênh mương thủy lợi, vân vân. Để đảm bảo vấn đề môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên thành lập tổ thanh tra, kiểm tra về các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, hạn chế việc thay đổi dòng chảy hoặc xả thải trực tiếp nước thải ra môi trường. Đối với các công trình dự án dọc hai bờ sông, huyện cũng tính toán để hạn chế tác động đến dòng sông, bảo vệ bờ sông cũng như kịp thời ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng đến môi trường dòng sông. Trong quá trình hoạt động lập chủ trương đầu tư thì các cái nội dung liên quan như là về cái kế hoạch đảm bảo vệ môi trường cũng như là việc liên quan đến các cái ao lắng để đảm bảo môi trường khi mà xả thải ra nguồn nước thì đều được đảm bảo, thưa đồng chí. Như vậy việc mà khai thác trên địa bàn thì chính quyền địa phương, các xã cũng như là phòng chuyên môn thường xuyên phối hợp kiểm tra về cái đảm bảo công tác môi trường. Bên cạnh vai trò quản lý nhà nước thì ý thức của người dân trong xả thải cũng đang là vấn đề cần được quan tâm. Việc hạn chế vứt rác thải sinh hoạt, xác động vật chết ra sông suối, không xây dựng các công trình lấn chiếm bờ sông sẽ góp phần bảo vệ môi trường trên dòng sông Bắc Giang. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.